大家好。Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói giúp hỏng việc. Hãy nghe và nhắc lại. Băng bảo máng. Băng bảo máng. Băng bảo máng. Băng bảo máng. Hãy nghe và nhắc lại ví dụ. Tuy rất muốn giúp đỡ, có điều việc này chúng ta không hiểu, sẽ giúp hỏng việc mất. 虽然很想帮忙，不过这件事我们不懂，会帮到忙的。 虽然很想帮忙不。 过这件事，我们不懂会帮到忙的。虽然很想帮忙。 不过这件事我们不懂，会帮到忙的。虽然很想帮忙，不过这件事我们不懂，会帮到忙的。